đói vậy hả? Mặn hà đói vậy hả? Xe này chở được nhiêu bao là cỡ hết cỡ? 100 bao hả? Rồi cho Nguyễn Diệm Mỹ xin chào bạn, hôm nay mình sẽ quay chia sẻ bạn cái con máy cắt cua ta đang cắt lúa bạn ơi. Với anh xe cơ bánh xích này đang đói bụng ăn cơm nè. Ở đằng kia có chiếc xe bự nó đang xe chở lên kia nó kéo. Trời cho nó cắt hết đi rồi mình gom hơn có một cái đâu, hơi nào chạy theo nó trời. À, cắt hết luôn đi rồi mình gom có một. Cái đồng này mặn bữa nay ngày mai nó chắc bệnh hết mẹ. Án liền các bạn, hết sức án à. Này còn 25 nó gì ha, hai vòng nó xong cái gì? Ờ có 25 25 rưỡi nó gì? Rồi sao rồi, ngạn hay gì rồi? Tưởng đồ ngạn rồi chứ.
kéo đây là ra rất nhiều luôn, đụng cánh dưới cắt nó đó. Cánh dưới của phèn phú ở phèn ấy đâu qua đâu. Thằng nào? Phèn tú cái gốc to. Đâu có đây nè. Đâu có tú đâu. Phèn đó phèn phú đã cắt đất của mình chứ theo của hai hồng bị đó. Cái đất không bị nữa. Cái bao đi cắt nó đi. Rồi còn làm nữa là giáp cái miếng đất này mình cũng kết thúc video nha các bạn. Chờ nó quay đảo lại nó cắt làm nữa giáp là mình cũng kết thúc video à. Nó đi xuống nó đi lên dòng nữa là giáp các bạn. Nó đảo lại cái lúc này các bạn, lúc này nó đi nó làm nên nó giáp rồi. Rồi đã xong rồi đó các bạn ơi. Rồi em cũng cho Nguyễn Thị Mỹ xin kết thúc video đâu mà chúc các bạn ngày mới tốt lành nha. Mình sẽ làm video tiếp theo, bye bye.